Em xin giới thiệu các bác một con V lọc không khí VXH70. Con này chạy cho phòng từ 50 mét vuông lùi lại nha bác nhé. Con này thiết kế rất là sang trọng, đời rất cao. Em hướng dẫn qua cho các bác này. Đấy, tắt mở nguồn này. Này nó có 3 chế độ nhé. Một chế độ em đang chạy chế độ tự động. Này chế độ tự động đây này, nọc khí không này. Nọc khí bù ẩm này. Đây là tốc độ quạt gió này. Nhỏ, vừa, to, tự động. Đây là phấn hoa, khói bụi, tự động này. Nó chạy Ecolavi tiết kiệm điện. Hẹn giờ này, 24 tiếng này, giữ khóa bàn phím này. Em Tắt nói đi, tắt đi là ngon.